Hạnh ơi Hạnh, trời đất ơi, con có biết là mặt con bự lắm không? Con đeo mắt kính nó dài dữ lắm, gỡ ra vừa thấy trẻ mặt, cái mặt nó gọn lại, không có bư. Dạ. Ừ. Đeo mắt kính vô đi, đeo vô chụp hình mới phong độ. Sao vậy? Sao lại đeo vô? Gỡ ra. Ừ, gỡ ra đi anh, cho nó trẻ, giống như mấy đứa nhỏ vậy nè. Không được mẹ ơi, con mà gỡ mắt kiến ra nhìn con giống như Sủ Nhi vậy đó. Con lớn tuổi rồi, con có gia đình rồi mẹ. Thôi mọi người đừng có cãi nhau nữa. Ông cứ thêm căn bậc 3 vào mỗi bên là nó ra ngay. Vẫn không hiểu không ạ? Ông đi chết luôn đi. Có sao không Yumi? Mình bị sặc thôi nè. Vậy thì uống nước nha, uống nước trà nè, nước trà ngon lắm, tôi rót cho. Thôi mình không thích uống nước trà. Không uống nước trà hả? Vậy đợi tí tôi chạy xuống dưới tôi uống nước khác cho. Cái con nhỏ này học hành cái kiểu gì mà suốt ngày ăn với uống. Tớ vẫn không hiểu Yumi ạ. Yumi, cái cam nè. Ê chết, ở trên đây có cam mà tôi còn lấy nước cam cho ta. Mình không có thích uống nước cam, bạn cũng biết mình không thích mà. Vậy bây giờ Yumi uống nước yến nha. Ừ, cũng được. Vậy để tôi đi lấy. Khoan đã. Sao không? Ông để cái ly lại được không? Được mà. Cảm ơn ông. Ông làm gì vậy? Hử? Ông làm gì vậy? Thì tôi để cái ly lại cho ông nè. Tôi đi lấy nước yến nha. Trời ơi cái thằng quỷ này, mày dại gái dữ vậy con. Ủa? Làm gì cắt gì ạ? Cắt mấy bài thuốc quý nè, để đưa cho vợ con làm tư liệu. Của vợ biểu làm hả? Sao nó không tự làm, mà biểu con đài ải con vậy? Trời ơi có gì đâu, chồng giúp vợ nè, cái này bỏ riêng qua một bên, còn mấy cái giấy dư nè để lại cho cổ để cổ gói thuốc luôn. Quá hay, quá tiện luôn. Con nói tới vợ mày cái mày binh à, mặt chỉ chứ sự vợ lắm. Vợ con không sợ, con đâu có sợ vợ người ta đâu. Con đăng ký học TOEFL chưa? Dạ rồi mẹ. Trời ơi ráng thi điểm cao nghe không? Mẹ tự hào về con lắm luôn á. Dạ. Ừ. Đang làm gì vậy? Xếp hạt hả? Dạ. Chà khéo tay quá ta ơi. Cái này á mẹ, mình xếp hạt á mình tăng khả năng tập trung lắm á. Đó, phải như vậy nghe không? Quá à. Xạo á mẹ. Yumi kêu xếp 1000 con hạt giấy á nên mới ngồi xếp á. Hả? Đâu có đâu mẹ. Thằng này nhiều chuyện mày. Xạo mẹ, con lấy về mẹ coi nè, mẹ coi nè. Cái gì? Đây nè mẹ. Đó, mẹ nhìn đi. Đưa đây. Mẹ con là xếp được mấy trăm con rồi đó. Đâu có đâu mẹ. Để đi. Cái này là Yumi á, Yumi xếp, cái tặng cho bạn của Yumi. Mà nhờ con xếp giùm á, con xếp có 50 con à. Xạo mẹ đếm đi, cái này mà 50 con cái gì? Cái thằng xê con nhỏ mọn này. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ. Tới sổ với em rồi. Cái gì vậy? Trời ơi. Con cái gì vậy? Hả? Tức quá. Cái gì tức? Tức quá. Còn anh cái gì? Tức ai? Mẹ, con đang tức. Tức ai? Nhỏ Yumi chứ ai. Nó là cái gì? Thằng Minh đâu phải đầy tớ đâu mẹ à. Mà nó sai thằng Minh. Nó sai tới sai lui, nó sai làm biết bao nhiêu chuyện. Thằng Minh nó còn học hành mà mẹ. Tội nghiệp thằng Minh. Nó như một con cừu non. Còn con nhỏ đó như một con sói. Một con sói Cô nói người ta, cô coi lại cô á. Cô mới là sói đó. Trời ơi, con trai tôi là chồng của cô chứ phải người ở đầy tớ đâu. Cô sai coi thích sợ gì đó. Mà tức là thằng con trai mình à, nó khờ đâm ra nó ngu. Lại bị đai vậy vậy? Hết hồn à? Ủa? Sao nội ở đây vậy nội? Người ta ba mẹ bay làm quá đi, ta coi không có được cho nên ta ra ta ngồi nè. Là sao nội? Biết ba mẹ bay nghĩ sao vậy? Ở trong bệnh viện mà, nó phải đi hưởng tuần trăng mật ở resort đâu mà ôm ấp hò hét rồi bồng bế nhau coi không được. À, biết rồi. Chắc tại ba con thấy có lỗi với mẹ cho nên ba muốn đền bù á nội. Chứ thôi hả, ba úp mặt vô gối ba khóc hoài luôn á. Thiệt luôn á nội, ba con khóc sáng giờ á. Mẹ bây chỉ là suy nhược cơ thể, nằm dưỡng bệnh vô vài trái nước biển là khỏe rồi. Mà lại làm như mẹ bây bệnh nặng khóc sùm. Bởi làm gì cũng lố hơn ta. Cái hồi mà mẹ bây cấn bầu tụi bay vậy, ba bây có làm lố lắm. Lố hả nội? Ừ. Cái gì á? Mẹ kéo cái gì vậy? Thả em xuống đi. Nhẹ nhàng cưng, nhẹ nhàng. Em không sao mà. Nhẹ nhàng, từ từ, ngồi từ từ thôi, từ từ thôi. Ủa, kỳ, mới qua đi rượu vợ liệt hả bà? Mới bậy bạ không à, con dâu mình cấn bầu. Hả? Con có thai hả? Dạ. Mấy tháng rồi con? Dạ theo tính toán của vợ con được 6 ngày rồi ạ. Mày làm quá. Mới có bầu đó thì đâu có đến nổi vậy đó. Dạ, mời ba mẹ ăn cơm. Em nè, mày mới ra ăn đi. Ăn bò đi, ăn bò đi. Ăn bò đi con. Ăn bò, ăn bổ máu. Đúng rồi, ăn nhiều vô. Cảm ơn mẹ. Ăn từ từ chút thôi, có cần anh xé cho em không? Gì vậy? Cho nó. Đây, anh ẩm toilet ói. Không được. Trời ơi, nó ăn không được là nó ói thôi, cái gì mà ẩm nằm quá. Vợ con ốm nghén. Biết không? Cái gì? Trời đất ơi, vợ có bầu rồi chồng cũng có bầu luôn. Có bầu lây dữ lắm hả bà? Gì nữa? Bà cũng có bầu à? Bà tưởng nó bị nhợn. Cái gì vậy? Mặt on. Tặng bạn nè. Tại thời gian ít quá cho nên tôi chỉ xếp việc như đây thôi. Bạn làm chi cực vậy? Cảm ơn bạn nha. Có gì đâu. À hay là hai tụi mình đi uống nước nha. Ừ, cũng được. Vậy để tôi lên lấy tiền. Yumi. Dạ. Hai đứa định đi đâu hả? Dạ tụi con định đi uống nước với cô. À, thôi ngồi nói chuyện với cô chút xíu nha. Sao rồi, hai đứa học hành tốt? Cô nói nghe nè, mình là con gái á, mình ở ngoài đường giờ này không có tốt đâu, khuya lắm rồi. Với lại Minh con cô á, nó đưa con về, còn khuya hơn nữa tội nghiệp. Dạ thưa cô, cái này là mình muốn đưa con về. Với lại con cũng không sợ gì đâu. Nhưng mà bà ấy muốn đưa con về thì con đâu từ chối được. À, với lại á, có gì cô nói với Minh á, còn nói với con không có được ích lợi gì hết. Yumi, đi, tụi mình về. Thôi khỏi đi, mẹ bạn lo cho bạn kìa, mình tự về được. Ủa, Yumi, Yumi. Trời ơi, chết tôi rồi. Rồi tăng xong rồi, chết rồi, mệt quá. Chết mẹ tao. Còn ai mà mẹ xích ra. Trời, cái con nhỏ này, cái gì mà nó làm gì nó xô tụi nó không xin lỗi tụi nữa. Yumi, đừng có giận mà Yumi. Để tôi đưa bạn về cho. Bạn vô nhà đi, không cần bạn đưa mình về đâu. Ý. Hả? Con gì chích vậy? Cái gì là rớt trên đầu mình đâu hả? Trời ơi, phân chim làm gì mà nặng dữ vậy? Cái này không phải là phân chim. Trời ơi. Coi mày còn trả treo với tao nữa không? Trời ơi, cái gì vậy? Vậy? Trời đất ơi! Ai vậy? Ai bắn tôi vậy? Ai? Trời, trả treo hả? Trả treo rồi. Ôi, mệt quá.